Và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với tất cả quý khách chiếc điện thoại Vertu Atterby, dòng điện thoại cảm ứng có phong cách tuyệt vời nhất của hãng điện thoại danh tiếng Vertu, phiên bản màu nâu và một phiên bản da màu đen, phiên bản thép nha. Đây là phiên bản màu trắng. Và dòng điện thoại Vertu Atterby cảm ứng này có những phiên bản khác nữa, đó chính là bản màu đen hoặc là bản màu gold hoặc là bản màu đen điểm vàng. Hiện tại đây là một cặp điện thoại Vertu Atterby New chính hãng. Để khởi động chiếc điện thoại thì mình sẽ nhấn giữ đốt nguồn, nhấn vào giữ 3 giây, điện thoại rung lên và ngay lập tức biểu tượng logo Vertu xuất hiện. Đó là âm thanh đặc trưng của dòng điện thoại chính hãng Vertu. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành Atterby chiếc điện thoại Vertu chính hãng này, Atterby. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ mà mình đang sử dụng. Kỳ Lân đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, Kỳ Lân chọn tiếng Việt. Sau đó Kỳ Lân bấm bắt đầu. Wi-Fi thì hiện tại Kỳ Lân chưa có kết nối, Kỳ Lân sẽ bỏ qua cho nhanh. Và mình đồng ý với điều khoản bảo mật chính xác thỏa thuận của Vertu với dòng hệ điều hành Android này. Sau đó ngày giờ, tên điện thoại mình bấm đặt hoặc để sau cũng được, để sau luôn, bấm bỏ qua. Và cuối cùng là đồng ý các điều khoản khác và Atterby. Sau khi Atterby xong thì cái màn hình Welcome to Atterby đã hiện lên. Và đây là giao diện bên trong sau khi Atterby hoàn tất chiếc điện thoại Vertu cảm ứng chính hãng Atterby này. Và chúng ta vẫn đăng nhập tài khoản Google của mình vào Sparkplug để tải những ứng dụng mà cần thiết sử dụng trong cuộc sống. Kỳ Lân sẽ tiến hành kiểm tra cấu hình, giới thiệu về Atterby. Tên kiểu máy là với Atterby, phiên bản phần mềm. Khi mà điện thoại có 2 SIM thì sẽ có 2 khe cắm SIM và sẽ có 2 số email. Và bộ nhớ trong của máy này là 128GB. Hiện tại thì Vertu đã ra các dòng phiên bản cảm ứng mới như là eVertu hoặc là Meta Vertu. Nhưng dòng điện thoại Vertu Atterby vẫn là dòng lựa chọn làm cho tất cả những người yêu quý hãng điện thoại Vertu này chọn và sử dụng, bởi vì chiếc điện thoại này toát lên một vẻ rất sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu nhé. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.